Lính công binh trên đá Gạc Ma. Trần Thiên Phụng. Bộ đội Việt Nam không được dạy đầu hàng. Từ địa chỉ đầu tiên là cựu chiến binh Phạm Văn Nhân, người tù với hai lần vượt ngục. Chúng tôi có thêm địa chỉ các anh em Quảng Bình, Huế, Đắk Lắk. Chuyến đi thứ hai trong tháng 5, Uyên Uyên Việt Nam đã đến với Lê Hữu Thảo, Hà Tĩnh. Số anh em ở Đồng Hới, Quảng Bình, Nguyễn Thiên Phụng, Đông Hà, Quảng Trị. Tại Huế là những cựu chiến binh trong số những người còn lại trên tàu HQ-604. Chúng tôi quyết tâm sẽ hoàn thành công cuộc tìm kiếm địa chỉ HQ-604 trong năm 2017, kịp giới thiệu đến với quý khán giả trước ngày 14 tháng 3, 2018. 30 năm sự kiện Gạc Ma, 30 năm Gạc Ma rời xa Tổ quốc. Bức tranh về cuộc quyết đấu đang định dạng dần dần. Một con ngõ nhỏ trong thành phố Đông Hà, một ngôi nhà cha mẹ để lại. Vợ chồng Phụng mở một hàng ăn sáng tình toàng. Anh có nước da xanh, không được khỏe mạnh lắm so với độ tuổi. Thận trọng, suy tư, nhưng cũng rất cởi mở. Chuyện về mình thì ít, chuyện về bạn thì nhiều. Phụng và Nhân ở cùng buồng giam, không rõ vì khiêm tốn hay vì quên lãng, mà câu chuyện Nhân kể về mình đơn giản lắm. Hẳn quý vị và các bạn còn nhớ bác nông dân Phạm Văn Nhân nhút nhát trước máy quay. Đó lại là người tù lì lợm và bản lĩnh. Qua Phụng, chúng tôi được biết Nhân đã khai tên giả khi trao trả không có tên Phạm Văn Nhân. Anh cũng từng hai lần vượt trại, trong đó có lần ly kỳ không thua kém chuyện phim. Đêm xuống, Nhân dùng sức mạnh cơ bắp bẻ cong song sắt cửa sổ. Theo dây vải nối lại từ áo quần xé ra, anh tụt xuống tầng 1 và trốn đi. 13 ngày anh ngoài trại là gần từng ấy thời gian Phụng bị tra hỏi và biệt giam. Phụng cười, cứ tưởng hắn thoát, ai dè lại lù lù trở về. Nhân bị rốt dưới gầm cầu thang, chỉ nằm và ngồi, không đứng lên được. Khi nghe chúng tôi thông báo, Nhân mới mổ tim được vài ngày. Phụng trầm ngâm. Những lá thư không quá 25 dòng, giấy đã ố vàng, các nếp gấp sắp rời ra. Những bức ảnh chụp cùng đồng đội khi được trở về Tổ quốc, anh cất giữ cẩn thận. Phụng có vẻ là người nội tâm. Vì lý do kỹ thuật, video cuộc nói chuyện với anh, chất lượng âm thanh rất kém, dù đã dùng nhiều thủ pháp xử lý. Đó là điều đáng tiếc nhất trong chuyến đi. Bạn hãy dùng tai nghe. Và chúng tôi thực sự lấy làm tiếc vì sự bất tiện này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thank you.
Thank you.
khỏe mạnh, rắn giỏi, trẻ trung nhất có lẽ là anh. Sâu trong một con ngõ là ngôi nhà rộng rãi, sáng sủa và giản dị của vợ chồng anh. Vợ làm thợ may, anh chồng lái xe tải đường dài. Cuộc sống còn chật vật. Thật may mắn, tôi đến đúng vào dịp anh mới trở về và chuẩn bị đi. Anh dành cho chúng tôi buổi sáng tại gia đình, thân mật và cởi mở như đã thân quen từ trước. Câu chuyện của anh cũng đơn giản, rõ ràng. Chúng tôi biết đến Trung úy Trương với vai trò sĩ quan chỉ huy qua câu chuyện của anh. Một vài tình tiết anh cung cấp khiến chúng tôi khá bất ngờ và cần được kiểm chứng. Những thông tin từ anh, cuộc trao đổi qua điện thoại với người sĩ quan chỉ huy trên đá Gạc Ma chắc chắn sẽ dẫn chúng tôi đến với những mảnh ghép cuối cùng để có thể hoàn chỉnh bức tranh về cuộc đụng độ trên đá Gạc Ma. Bùi Văn Tại, người chiến sĩ công binh cuối cùng cầm trên tay lá cờ Tổ quốc với một ý chí quyết không để rơi vào tay giặc. Một huân chương chiến công dành cho anh, có lẽ vì hành vi dũng cảm xả thân này. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các chào bạn. Chào chị. Em là Bùi Quang Tài. Nhập ngũ là ngày 23 tháng 3 năm 1986. A86. Chúng là khi em đi về chuyển đơn vị là em qua đơn vị E3 thuộc binh chủng của đặc công của công binh. Coi như là ngày 11 tháng 3 năm 88 là coi như là đơn vị em đã được lên đường đi xây dựng đảo. Tức là khi đó là bọn em là chuẩn bị hết thì bắt đầu là sáng 11 là bắt đầu là bỏ hàng bỏ hóa lên tàu. Tức là đến trưa 11 đúng 2 giờ chiều là bắt đầu tàu xuất phát là khỏi rời khỏi biển Cẩm Lăng. Khi đó thì bọn em là coi như 2 đêm lên biển. Thì đúng sáng ngày 13 thì khuya 13 là đã tới gọi là cái đảo Gạc Ma rồi. Là hồi đó thì em cũng chưa biết đó là đảo Gạc Ma, chỉ biết là ra xây dựng thôi chứ cũng chưa biết cái tên đảo là tên gì. Thì coi như khi đấy tên đảo nó chưa có một cái gì là chủ quyền hết. Thì khoảng tầm buổi khuya thì bọn em là cùng ăn cùng uống là cùng chuẩn bị đó để sáng mai là chuẩn bị thả đồ để vào đảo làm. Bắt đầu là khoảng tầm 5 giờ sáng thì bắt đầu là bên này là mình nói là giờ chưa ai xung phong vào được. Thì bên bọn em thì thôi nữa, em cũng tuổi trẻ quá là nói chung là cũng đam mê cả về đồ nữa, thấy cả sánh đỏ vang vang là mà đi vào. Thì bắt đầu là 5 giờ sáng là bọn em đã vào và cùng với là bên chỗ cái linh chiến đó là 3 người. Bên em là 5 người là 8 người bỏ xuống là vào trước. Tức là đem theo một cuộn dây thừng. Là vừa đi vừa rải luôn, tức là luôn tiền là rải từ tàu là rải vào luôn, là giống như làm cái câu để mà sau này buổi sáng mà bỏ vật liệu và kéo đấy. Thế thì quá tầm khoảng 6:30 là tàu Trung Quốc họ luồn lại. Họ là về những tàu, họ là tàu chiến, ngon tàu bên mình là tàu hàng. Thế buổi sáng mới thấy tàu chứ buổi đêm đâu có thấy đâu, chỉ thấy là loạn cái tàu về thôi chứ cũng biết tàu chiến tàu gì hết. Nhưng mà sáng ra mới thấy tàu chiến, thế tàu họ là tàu chiến hết mà họ mới tới. Thì họ đầu nói ra là cách mình khoảng 2 tàu song song với nhau là khoảng tầm 70 đến 50 mét thôi chắc cũng xa lắm. Thì quá như giống như bên kia cũng đặt loa là yêu cầu là bên lĩnh Việt Nam là không được lên đảo, tức là cái đảo này là của Trung Quốc. Thì bên này thì hồi đó em đâu có để ý cái chuyện mà cứ tưởng là cái chuyện bình thường thôi, đâu có nghĩ tới cái chuyện mà đánh nhau xảy ra đâu. Thì buổi sáng là bên kia bắt đầu là nói gì nói, nhưng bên mình là cứ hồi hạ đồ hàng. Tức là mình là bao nhiêu là hạ thêm xuống nhôm xuống đồ xuống là bắt đầu chuyển vật liệu vào. Thì bắt đầu là buổi sáng đến này là bọn em là ở trên đảo thì là lên là còn gần 20 người. Là trên này là gồm đám đó của em luôn, là em ở lại đó là để anh em là chuyển đám đầu là mình vác bỏ xuống tập kết xuống. Tức là đầu tiên là mới tập kết sắt thôi, chắc cũng chưa tập kết cái gì được hết, mới sắt không thôi. Sắt dây thừng với là các cái cọc để ra mình đóng để mình làm cái chứng cầu để mình làm cái tàu chạy vô chạy ra. Thì khoảng 7 giờ là họ lại giang quân, 7 giờ sáng là họ giang quân là họ giang theo hình vòng cung, tức là tàu họ đổ ngay trước mặt của đảo
thì bắt đầu họ mới đổ cái nỗ là họ đi vòng 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 là họ thả lên xuống là thả công công. Thì buổi sáng thì họ thả xong thì bên họ cũng giang cũng đồ đàng hoàng, thì anh em hai bên cũng bình thường chứ đâu có thỏa là lính, nói chung là lính quốc và lính Việt Nam cũng bình thường thôi chứ. Còn ăn buổi sáng đó họ cũng đưa mình ăn, nhưng mà ôi là bọn em là sợ là ăn đồ là nó bỏ thuốc nó chết à, cũng không dám, cho nên họ đối bên quý ác cũng dám ăn. Thì bắt đầu khoảng tầm đó tầm khoảng 7:30 thì mới kéo được khoảng 3-4 xuống, như vậy 3-4 xuống là bọn em mới đưa xuống là khoảng đâu được 4-5 cuộn thép thôi. Thì bắt đầu bên kia là được lệnh tấn công, là sao mà biết mà tự nhiên nghe nổ súng. Thì em thì đang đứng cũng gần cái cột cờ luôn, cũng gần mà anh em lính ở bên 125 lên chiến á. Vậy có ông Nguyễn Văn Lanh nữa, nói chung là mà anh em ở công đơn bị ghê. Thì ông Lanh là ông bị nhào vô liền, nhào vô chập cái cờ. Thì trong lúc đó là lính Trung Quốc là kẹp lính Việt Nam mình rồi. Tức là mấy cái người mà có súng á, tức là có vũ khí là quá như bị kẹp hết. Đứng dịch còn bên em về công binh là không có một cái gì hết. Nói chung là tay không thôi, cũng áo mới vô, cũng đuôi về cái đôi giày rồi mà đi để đến làm việc thôi. Thì họ kẹp nữa, thì bên nữa bắt đầu là lắm thì giao vô là lấy cái cơ. Thì mới nhau vô cái là quay ra là bị bên cái xìa cái lê liền. Xìa cái lê nổ súng thì mới vượt cái cơ là đưa ra, thì em trôn để em chụp cái lại cơ luôn. À, bắt đầu là khi mới chụp cái xong là bên kia bắn liền. Khi mình chụp cơ là bên này bắn luôn xa, bắt đầu em mới chụp cái lại cơ này, mới luôn ra ngoài luôn. Khi nữa là có một dạng giống như là phản xa thôi chứ cũng để ý lắm. Bắt đầu là lặn sạc gì được, nó bùng ra này xong rồi trời phệt áo luôn ra thịt. Thì em mới đem cái là cơ là về nơi cái chỗ cái đống phế liệu á, cái đống sắt á, xây dựng của mình em bị dẹt nó vì không thể cầm được, vì đoàn lại là chưa chạy bạc nhão mà cầm cơ. Thì khi nào em đâu cũng nghĩ là cái chuyện mình cầm cơ là sẽ bị bắn đâu, là cũng để cái đó, bởi chỉ việc dẹt cái cơ rồi là tìm đường thoát, là họ bắn rác như kiểu đó sao mà hay được. Nhưng đúng là một số trên đảo là không ai chạy thiệt, nhưng mà ngược lại khi mà họ bắn đến này, họ bắn xong rồi á là họ dồn bỏ em về một góc. Vì họ đi bằng công mà họ dồn bọn về đó, thì bọn em khi nào về tới đâu kia là được đã học ngang đi rồi, là khi nào đứng chập chân thôi, thì không ấy là không ra tàu được. Vì khi nào mới chuẩn bị ra tàu rồi mới chuẩn bị bơi ra thôi, thì bắt đầu bên kia họ rọt cối vào liền, họ rọt cối vô phải là trúng ngay mấy cái xuồng nhôm. Thì mấy cái xuồng nhôm là mấy anh em mới tập kết vào để chuẩn bị lên bằng tàu thôi, mà không kịp lên là quay như là bùng hết. Bắt đầu là họ bắn giống như là họ bắn quay như là bắn trực tiếp luôn, à, họ bắn trực tiếp. Sau bên này bên tàu hàng của mình là có bắn được 2 phát, mà không biết súng gì. Khi đó ở dưới này là cũng để ý vì súng thế nào nổ quá là loa, không biết cái súng gì là súng gì. Nhưng sau này em hỏi mấy cái người mà con sọt lại của bên chỗ bộ binh là người ta là có đem súng để cái dẹt lên mà bắn không được, là vì do cái màn tàu mình thế nào nghiêng quá rồi ngắm không chuẩn nữa. Khi ngắm thấy thiên tàu chim lưng mà cái nòng súng chỉ lên tên luôn, lên đời luôn, và bắn hàng trực bên màn họ. À, thì người ta qua ba em bò em dồi lưu lại, thì trong khi đó là dồi lưu lại là có một anh sĩ quan, là anh nữa là Chí Phương đấy mà em cũng quên rồi, lâu quên rồi. Thì ông bắt đầu mà chỉ huy bò em đi nè, nói thôi bây giờ chưa tàu ngoài là bị chìm rồi nè, tàu mình là lấy không kịp cho nên bắn chìm tại chỗ. Thì giờ chưa là qua như bộ thì anh em là bình tĩnh, bây giờ chưa chuẩn bị vớt cái số thương binh vô, thì ai còn nổi lên là vớt. Thì em ra thì đầu tiên ra khi nào em bạn bè cũng con được một này cũng để ý chứ con ai là ai mà xấu khi nào mày biết con. Thì bắt đầu là hai bạn là ngoài là người ở dưới anh Tuyên đây, thì bới hai đứa nó vô vớt vô. Thì em thì sơ là thấy nào đến đâu thì đụng lưng đầu tiên mày thấy em đâu có biết. Thì em nói là tao sao mày xì nào mà mày lại sống, nhưng thực chất là em vuốt nó đau nó thôi, tẻ của những người khác bấy qua thì không phải mà. Nhưng mà thực chất đến người đó là mạnh cơ, nó gắm đứng ngoài đằng cối nó gắm cả rừng. Nói thôi cái năm rồi là qua vô diêu vô là sạc. Khi trong tàu á, khi trên đảo á, đoàn này là thủy triều nước đang lên lưng. Thì bắt đầu là bên anh Phương đó là anh mới nói là giữ lại cái súng nhôm. Thì đó cái súng nhôm đó nó lủng đến ngoài cả tắm lộ rồi, nhưng mà cũng cố giữ cái súng nhôm này để che, tức là giống như kiểu che khúc của mình đi là coi tâm mò bắn vô lặng này nè. Thì bắt đầu diêu thương binh tới sạc đó, cứ ai là một người giữ người thương binh nữa. Thì khi đó là khoảng cứu được 4 người thôi, chứ còn lại là mất hết chết hết. Vậy là một số là không thấy, không dám vô đông đảo, bất cứ bơi lên quanh ngoài biển mà bị tàu Trung Quốc nó vớt hết. Tức là tàu Trung Quốc nó cũng thả cano ra nó đi vớt, nó cũng vớt số thương binh của họ mà không thương binh của họ nó bắt lên trên tàu nó luôn. Thì sau này thì về thì bảo em thì việc đó là quá như người của Đà Nẵng, người Quảng Nam Đà Nẵng. Thì trong đó là hết 5-6 người chứ của Quảng Nam Đà Nẵng là bị bắt. Còn một số sau này em cũng theo dõi thông tin, là khi đó em về em lo huấn luyện lệnh nữa, mà sau thời gian mà ra cũng em cũng để ý nữa.
Thì khi về đó thì việc về rồi xong rồi đơn vị cũng cho đi nghỉ, cũng nghỉ thời gian khoảng đâu hơn một tháng, rồi bắt đầu chuẩn bị ra đảo lại. Và khi đó ra là em ra đảo Đà Lớn chứ không ra lại nữa, nó ra Đà Lớn thôi. Thì em ra Đà Lớn thì em cũng xây dựng một thời gian mở luôn, mở đồ cho tàu bắn bom về bả đồ ra, xong rồi làm hoàn chỉnh công trình, xong rồi là vào, cứ vào là cứ ra ngoài là 2-3 tháng rồi vào rồi lại ra vậy. Em ra như vậy là đến được khoảng hơn một năm sau, bắt đầu là vào trong này đơn vị nó lập lên cái khung huấn luyện, thì bắt đầu là đưa mấy đứa em qua là làm tiểu đội trưởng để huấn luyện tân binh mới á. Thì em huấn luyện xong một khóa là đến thằng 8, và khi nữa mới được lệnh cho ra quân, và khi nào em mới về nữa.